kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2019. Phần đầu bản tin trưa nay sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Nhãn hàng Artistry vừa tổ chức buổi lễ ra mắt dòng mỹ phẩm trang điểm mới với thông điệp Artistry tỏa sáng vẻ đẹp tự nhiên. Tông màu chủ đạo là những gam màu trầm ấm, nhẹ nhàng, theo xu hướng tinh tế và đơn giản của năm 2019, dễ dàng ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sự thành công của Artistry thì đến từ 3 yếu tố, đó là các thành phần của Artistry đến từ thiên nhiên ưu việt, thứ hai rằng là công nghệ khoa học tiên tiến và thứ ba rằng là không ngừng sáng tạo để đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Dòng sản phẩm trang điểm Artistry Signature sẽ chính thức bán ra thị trường vào tháng 8 năm 2019.